Hello anh em, hôm nay thứ bảy cuối tuần ha, làm cái video về những cái hàng DESA đang trưng bày tại bên cửa hàng mình mấy anh em. Thì hiện tại giờ DESA đang có chương trình giảm giá 15% cho tất cả những cái dòng máy pin của DESA ha. Thì hiện tại anh em giá có thể nói là rất là rẻ luôn. Ví dụ như con bắn vít này nè, đó là 288 new, cái thân thôi anh em 1.010.000 mà giờ giảm chỉ còn có 850 mấy ngàn thôi. Cái con này rất là rẻ anh em ha. Đó. Thì anh em có thể tham khảo thêm những dòng bắn vít, máy khoan, rồi bu lông của DESA. Thì mình DESA thì tập trung ở gì? Với bắn vít nè, máy khoan, máy bu lông là những cái đó là cái phổ thông. Ví dụ bắn vít á, thì DESA nó có nhiều cái mã lắm, nó có ba cái mã tập trung. Ví dụ con này là 288 new, 208 new nè nha, giá 1.010.000, chưa giảm 15% nè. Rồi con này là 198 new nè, cái thân là 880.000 ha. Cái dòng này thì nó sẽ to hơn cái con này chút xíu, đây anh em ha, to hơn chút xíu đó, 880.000 cho cái thân này. Còn anh em muốn thêm một cái bản bắn vít của DESA nữa đây, con này bản này bản hồi xưa 180 new, 840. Nãy giờ mình báo giá cái thân không nha, tất cả đều là không than hết nha mấy anh, tất cả đều là không than hết, dùng pin 20V đó, 840 mình giảm thêm cho anh em 15% nữa, tính ra cái con này nó rất là rẻ quá nè. Ok ha. Đó, về bắn vít thì nó sẽ có ba cái mẫu như vậy, thì anh em có thể mình lựa chọn ha, mình lựa chọn. Rồi còn về bu lông thì sao? Bu lông thì nó có nhiều mẫu, ví dụ như ở đây là 358 nè, 358 new nữa nè, thiết kế một cái mẫu nhỏ gọn ha, giá 820.000 nè, chưa có giảm nè, giảm cho anh em thêm 15% nữa ha, là nó rất rẻ luôn anh em ơi, còn có 820 giảm 15% anh em, giảm 10% là 80, 540 giảm 120 cho hết trăm mấy đi, là nó còn khoảng đâu đó gì rẻ gì ta, gần 700.000 hả? À, 820 nhân còn có 697.000, 697.000 mấy anh, ôi rẻ dữ ta. Đây là con này nè, nãy giờ mình nói là thân không nha anh em, còn em là có nhu cầu mua bộ thì mình liên hệ ha, bộ thì vẫn được giảm 15% và các chương trình nữa là anh em là mua cái thân này nè, thì anh em có nhu cầu mua một cái viên pin á, thì cái viên pin nó được giảm cho anh em là 25%, nghĩa là anh em mua một viên pin á thì chỉ giảm có 15% thôi, mà anh em mua kèm với cái máy á, mua kèm với cái máy á là anh em giảm tới pin 4A nha, giảm tới 25% luôn. Bình thường một pin á là 910.000 thì giảm cái này á thì anh em giảm 25% chỉ còn có 683.000 thôi nha. Một pin 4A giống vậy nè, pin 4A như này mấy nè, pin 4A nè, giảm chỉ còn có 683.000 đó mấy anh em. Khi mà chúng ta mua kèm với cái máy, kèm với cái thân máy. Rồi kế tiếp thân máy nữa thì to hơn chút xíu nữa, ví dụ 358 new nè, rồi 488 new, 488 new nè, anh em mua nhiều. Cái thân máy chỉ có 1.060.000 thôi, 1.060.000 nha, giảm thêm 15% nữa thì nó rất rẻ anh em nha. Đó, 1.060.000 cho cái thân này, hoặc là to hơn nữa thì đây cái thân này 698 new, 1.690.000 nè, chưa giảm nè. ADB 698 nè mấy anh. 698 new. Ok ha, còn anh em muốn to hơn nữa thì quất cái con này 998 new, thân máy là 4.490.000. Đó. Anh em à, nội bu lông không thì DESA đang có 4 mẫu, bắn vít thì có 3 mẫu. À không, bu lông DESA còn thêm một mẫu này nữa, mẫu này thì chắc là anh em ít chuộng hơn. Đây là cái thân này nè. Cái mẫu này lý do là anh em nó chỉ có 298 new thôi. Nha, cái thân máy là 760.000 chưa giảm nè mấy anh. Nha. Cái mẫu này thì có lẽ anh em ít chuộng, từ từ chắc mình chắc cũng cho cái mẫu này xuống luôn, quá mẫu này thì nó hơi lâu rồi, 298 new đó, mẫu này thì nó hơi lâu rồi. Còn ba cái mẫu mới nè, mẫu này bốn mẫu này mẫu mới anh em ha. Đó rồi, đó là về hai cái loại và bu lông và băng vít. Kế tiếp dòng khoan của DESA nó cũng đa dạng lắm nha mấy anh. Ví dụ như đây là cái dòng này nè, đây đầu kẹp 13 ly, cái này là cái mã là ADZ2050i. ADZ2050 đầu kẹp 13 ly có búa nha, ba chức năng khoan băng vít, khoan búa. Đây, cái dòng này cái thân anh em giá chỉ có 780.000 thôi. 780.000 chưa có giảm nha. Cũng động cơ không chỗ than, thiết kế cũng nhỏ gọn thôi. Nha, nhỏ gọn thôi. Tốc con này là 1.800. Rồi, đó là cái phiên bản của 2050i. Hãng nó đã lên một phiên bản mới nữa là 2060i. Nghĩa là nó nâng cấp thêm một cái đời nữa, thì cái mẫu này nó sẽ thiết kế cái đầu này nó thiết máy to hơn, cũng đầu kẹp 13 ly, cũng ba chức năng thôi nha, đầu kẹp 13 ly, ba chức năng khoan và khoan búa. Thì
Thì cái dòng này cái đầu thì nó mà kim loại, cái thân á giá là có 870.000 thôi, chưa có giảm anh em nha. Còn bộ á, anh em dùng một máy một pin á thì giá của nó chỉ có 1.680.000 thôi, một pin nha, pin 2A đó, một pin 2A đó. Thì cái con 2060i á thì tốc độ quay lên tới 2003, đây là tốc 2003 nha, lực con này là 60 N. Đấy thì nó sẽ có hai cái phiên bản nâng cấp lên nữa, đó là mới đối với những cái phiên bản nhỏ nha. Hai cái này mặc dù nó nhỏ nhưng mà đầu kẹp 13 ly đó ha, hai phiên bản này. Rồi ngoài ra thì DCA thì nó sẽ có thêm một phiên bản cao hơn này chút xíu nữa, chút xíu thôi, đó là cái phiên bản này. Cái con này ADZ05-13, cái dòng này thì nó thiết kế mẫu to hơn nè, mẫu này cái mẫu trước nè, mẫu trước nó to hơn, giá nó mắc hơn nha, thân 1 triệu. Mẫu này thường dạng mẫu trước nó cũng ba chức năng luôn, khoang băng quýt con bố luôn, đầu kèm 13 ly, mẫu này 1 triệu ha, máy nó to hơn con hồi nãy. Rồi thì kế tiếp nữa thì DSA nó có thêm hai cái phiên bản, đó là cái con 120 N. 120 N máy này thì bán rất là nhiều anh em ha. 120 N này thì có hai dòng, có búa không búa nha. Có búa bình thường cái thân anh em mua không là 1,5 triệu, giảm 15%, còn là khoảng 1,2 triệu mấy đó. Nhưng mà vừa rồi mình có chạy cái chương trình đặc biệt đó mấy anh, chạy cái chương trình đặc biệt nghĩa là anh em mua cái thân này nè, cái thân này giá chỉ có 1,1 triệu thôi, tặng cái thùng nha. Và cái thân của con không búa đó thì có 950 thôi, tặng cái thùng. Đó có hai giờ đặc biệt số lượng thì còn mỗi thứ có vài con thôi anh em, tại mình giờ tới 20 con lực, mỗi thứ chỉ có vài con thôi thì hết thì cũng không còn chương trình nữa nha. Đó chỉ đặc biệt, còn chỉ giảm 15%, bán cái thân không có thùng thì vẫn giảm bình thường. Dù cái thân này đi 1,5 triệu giảm 15% là 1,27 triệu đó anh, đó là hộp giấy nha, này là 120 N nha. Đó là về máy khoan, máy khoan của DSA nếu mà anh em mà thích nhỏ gọn là anh em mua con này nè, vừa tốc nhanh nhỏ gọn khỏe nữa, 60 N. Đó là tác vụ gia đình là sao em xài ngon. Còn nếu như anh em muốn xài mà hàng nặng thì quốc lên con 120 N, nó có búa hay không búa tùy nhu cầu mấy anh em thôi. Đó về dòng máy khoan ha. Đó kế tiếp nữa thì qua cái dòng máy mài mấy anh em, máy mài của DSA đây rất là rẻ luôn. Cái thân máy giá có 900.000 thôi mà được giảm thêm 15%, tính ra còn có 700 mấy thôi anh em, 760 mấy ngàn phải nha. Đó, riêng cái thân máy mài này bên cửa hàng mình vẫn đang có chạy trình đặc biệt anh em, là mua cái thân máy mài này giá là 700 mấy luôn, giảm 900.000, giảm 15%, tặng cái thùng. Bình thường là không có nha, bình thường có chương trình đặc biệt này số lượng có đó cũng khoảng có 15 con thôi. Còn hết chương trình đó thì anh em sẽ quay lại mua cái thân này nào là hộp giấy, giá 900 giảm 15% nha. Đó thì giá rất là rẻ nè, cũng động cơ không thang điển 100 có em mà 10 hết. Thì tập trung qua cái dòng mà DSA thì nó đi quay lại thì những cái mã phổ thông luôn. Thì con này con điển 100 nha, con này là cái mã cũ xưa, mã xưa là đĩa này, đĩa 125 nè, giá 1,110,000, được giảm lên thêm 15%. Anh em thích nào cái mẫu 125 thì anh em mua, hoặc 110 anh em mua. 100 đĩa 100 thì giá 900, đĩa 125 thì giá là 1,110,000. Mẫu trước nè, mẫu trước nó không có chữ EC, chữ EC là Electric Control á. Rồi kế tiếp nữa thì ngoài ra DSA nó còn những cái dòng máy nữa, ví dụ đây là cái máy thổi, máy thổi nè 2050 chưa giảm nha, máy cưa đĩa đa năng. Cái con này thì đĩa là đĩa 1 tấc 25, bên cửa hàng mình đã có về luôn cả đĩa tấc tư nữa. Anh em mua đĩa tấc tư thì nó chỉ thêm có 20.000 thôi. Dù con này đĩa tấc 25 thì giá là 1,300,000, còn đĩa tấc tư là 1,320, giá chưa giảm ha. Đó, giảm thêm 15% nữa. Con này thì đa năng, cái chỗ này em có thể cắt gỗ nè, cắt sắt nè, nhôm nhựa đó, chứ không có nên cắt đá nha. Cắt đá thì qua con này, chuyên cắt đá nè, 1,240, giá chưa giảm. Cả mấy dòng này đều động cơ không cho than hết nè, không than hết nha mấy anh. Đấy, động cơ không cho than hết đó. Rồi kế tiếp nếu như mà mình đi qua cái mảng nào là bê tông đi, bê tông thì nó có hai dòng. Anh em muốn mà xài một tay đó, xài một tay nhỏ gọn khỏe thì xài con này, thân máy là 1,490 nha, cũng động cơ không cho than, rút lát thôi. Động cơ không cho than hết, rút lát 1,490, giảm xuống này 15%, còn chứ xuống còn như 2 triệu mấy đó mấy anh nha. Con này anh em xài một tay ok. Còn nếu mà anh em mà muốn nó to hơn nữa thì có thể xài con này. Con này cái thân máy là, cái con này là mã là 22 sách nè, con này là 24 nè. Đây, C22, con này là C24. 24 giá cái thân máy là 1,620, chưa có giảm nha, giảm thêm 15% nữa. Đó, chỉ áp dụng máy pin thôi mấy anh em, máy điện thôi, không áp dụng nha. Ngoài ra thì DSA ngày hôm qua mình có về nhiều cái con máy mã mới nữa đó mấy anh em. Mã mới ví dụ như là máy mài thẳng đó ha, máy mài thẳng đó mấy anh em. Rồi cũng có máy về mấy cái máy mới, rồi máy cắt rung nè, rồi thêm những cái máy cưa xích ha, cưa xích, rồi nó nhiều cái máy mới thì mình chưa trưng bày ở đây.
em có coi hai cái video ngày hôm qua thì hôm kia mình có lên đó, thì đang áp dụng chương trình đó. Và ra thì qua cái dòng 12V thì đây có cưa kiếm 12V này, thân máy 910, bộ chịu 760 ha, chưa giảm á, anh em giảm thêm. Rồi ở đây thì có thêm cái máy khoan này, khoan này là chỉ có máy khoan thôi nha, không có búa cho anh em ha. Này cái thân là 640 nè, thân 640 đó. Thì cái dòng này động cơ không than ha, này chỉ có hai chức năng thôi, khoan và bắn vít thôi, không có khoan búa cho mấy anh. Còn mắc hơn xíu là ôi, cái này là 12V, còn cái này anh em xài cái bộ này 96 này là cái mã này như là nó pin nó chỉ có 10V8 thôi, 10V8 thôi ha, hết pin rồi. Rồi đây là cái 12V nè, 12V cũng hai chức năng thôi, 1.090.000 nữa anh em ha. Ủa pin này lộn, pin này pin 16V chứ lộn, ở đây pin bằng 16V cái lộn ha, nghĩa là ở đây nó sẽ có 3 dòng, dòng là dòng 16V nè, dòng 10V8, dòng 12V. 12V thì giá là 1.510.000, chưa giảm, thân máy là 64, đó là ha. 12V, 10V8 thì cái bộ này, cái bộ nè 906 nè, 16V này là cái bộ 1090 đó. Còn cái này là máy bắn vít, máy bắn vít nè, bộ là 1.660, giá chưa giảm ha. Còn thân là 850. Cái con này thì có mã là ADBL0408 à. Rồi đây rút pin đi về anh em ha, thân là 2.2 triệu, bộ 2.960, giá chưa giảm nha. Rồi máy mài, máy mài lũa nè ha, máy mài khuôn á, mình gọi là máy mài khuôn cũng được, anh em lỗ cũng được ha. Rồi thân máy 550.000, pin 12V. Rồi đây là cái dòng máy bắn vít nè anh em, 570k em bắn vít. Rồi ha, kế tiếp đây là hai cái máy mài khuôn nè nha, đây là máy mài khuôn nè, nó dùng pin một cái dưới là 8V, cái trên là 4V, 8V dưới là 740 chưa giảm ha, 4V dưới là 409 chưa giảm nè mấy anh. Đó, có đầy đủ hết luôn. Rồi ok á, anh em mà đang có nhu cầu về dòng nào của DSA thì bất kể dòng nào luôn anh em, cứ mấy pin DSA mà nãy giờ mình cửa hàng mình giới thiệu mà chưa có đó, anh em cứ hỏi, hai bên mình sẵn sàng đặt hàng về cho mấy anh em ha. Đã sẵn sàng đặt hàng về. Thực ra thì mình về cũng hết thì cũng chưa hết đâu, DSA nó còn những cái mã máy bấm code pin, rồi những cái mã máy nén khí pin nó mắc tiền lắm, 4 triệu mấy một cái lận. Anh em muốn đặt thì mình đặt về thôi, chứ không có về. Máy nén khí pin này, máy bấm code pin, rồi có những cái máy cắt cành pin ha, nói chung là những cái đó mình không có về. Tại vì mấy cái hàng này anh em biết không, đặt về là không có trả được, về là phải bán, mà mình phải cân đối những cái mã nào dễ bán thì mình mới về được. Ví dụ như cái mã nào dễ bán mình mới về được, còn những cái mã nào khó bán thì thôi, khi nhận đơn đặt hàng thôi, khi đã đặt thì mình mới về. Còn những cái mã ở đây thì mình đã có chọn lọc hết rồi mấy anh em ha, đã có chọn lọc hết rồi mới đem đây để bán. Tất cả những cái hàng mà trưng bày đến đây là không có sự hỗ trợ của công ty, nên mỗi lần mà khui ra trưng bày là tốn tiền như lắm mấy anh em, tốn kém cực kỳ luôn. Anh em thấy nguyên cái giải này của DSA thôi, anh em gom lại thôi là cũng rất là nhiều tiền rồi, chứ đâu phải là ít tiền đâu. Rất là nhiều tiền, chưa kể nguyên cái giải này nữa, giải này giảm mấy điện nè, giảm mấy điện đó anh em ha. Tất cả những cái dòng này khui ra hết thì công ty ở đâu có hỗ trợ hàng trưng bày, không có. Không có anh em. Rồi ok á, anh em nhu cầu về dòng nào của DSA thì cứ liên hệ, cứ mấy pin của DSA tất cả luôn, từ 20V, 18V, 10V8 hay là gì đó thì cũng đều được giảm giá 15% hết, áp dụng trong cái tháng 10 này nha. Anh em lưu ý dùm ha, cái mua cái diện pin đó nha, anh em mua lẻ không là giảm 15%, còn anh em mua mà cái pin này mua thân máy kèm thiên pin là giảm 25% lận á nha. Anh em lưu ý cái điều đó để mình có thể mình mua được pin giá rẻ nè, giá rất rẻ. Rồi ok ha, anh em nào thì có nhu cầu mua liên hệ. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.